giờ để tôi quay nha Nam. Để quay đi bạn. Đừng có chạy. Chạy coi. Chạy đi. Quay là tao hả? Có tao. Tao hả? Tao. Chạy đi. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ. Nhất định đừng sống cuộc đời này. Câu ở chân trời thiệt tình chứ giờ YouTube chán dữ ta. À đủ vui dữ trời. Alo, tụi mày qua nhà tao lẹ đi. Thì bây giờ tụi nó đó là tụi nó qua đủ rồi em ơi, thì bây giờ tôi sẽ ra nha. Ê. À tụi mày đây quý lộn gì vậy? Ê. Rồi thì trò chơi ngày hôm nay của anh em của tôi là quay chai ném trứng như thế này. Thằng nào cũng thử chứ một cái không? Không, cái này bự như cái sùng. Thôi thì nói chứ là ngày hôm nay là tôi sẽ chơi cái trò chơi là quay chai nướng, là nếu mà nín ai anh em là sẽ cầm cái trứng này chọi cái đó cho anh em. Thì bây giờ là chơi khá đơn giản, anh em hiểu chưa? Hiểu rồi. Chơi. Sùng giữ lại cầm cái chứ đây. Bây giờ là mất nha. Bây giờ là anh em vô đây. Rồi, ra đây. Bây giờ lượt chơi nha. Chạy né vô. Bây giờ lượt né trứng nha anh em. Bây giờ lượt chơi nha. Chạy thẳng bên đây, thằng nào chạy ra sau lưng làm cái trứng nha. Rồi nha, chốt nha. Vô lại. Nha. Vô. Run. Ảo thật đấy. Ôi đánh á. Tụi mày cái chậu xem chứ tôi luôn trời. Đâu. Chạy đi. Quay gian nè, chú trời. Quay gian em ơi. Quay chúng tôi mà lấy nha, lấy cái chậu vậy. Ai đó là chậu chúng vừa một chúng ta. Nói chung là em đầu tiên nháp nhau, quay gần lại. Quá mệt. Vô. Hai đem bu vô. Run. Đâu? Anh thằng tên. Đi hẳn mà. Rồi. Đứng chia đều ra chứ đây không dính á. Quay cao cao xíu xíu lại gần nè. Quay lên nè. Dạ. Ah!
thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ định đừng sống cuộc đời này. Nói chung là thằng nào cầm tiếng trước là thằng kia chưa cầm được là chạy đi hả? Tôi thấy nó cầm hộp trứng trước là anh em. Tôi thấy vô bài tôi rồi. Ai da, hình dính anh em ai gọi. Để tôi quay anh em. Hậu xanh nó cay dữ ta. Chung nào? Chung xì chè. Đâu đâu đâu. Trời ơi, siêu, cái ghê. Thôi, thôi. Rồi, tiếp, 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 tiếp. Sao này em thế nào? Sao này em tôi quay nha. Quay đi. Ông đến rồi. Rồi bạn sẵn sàng chưa? Vô. Vô dạ. Thuộc qua mấy bạn ơi. Cái bà đang ăn ơi. Tôi ăn nạn nữa rồi. Tôi cũng ăn luôn. Dương đi cưới cái kẹo nè. Rồi, tới Dương quay, tới Dương quay. Quay chính giữa xíu, quay chính giữa xíu. Ừ. Khó, chết mẹ mày rồi con. Sao mày em ơi. Thất bại rồi. Đen, đen thôi, đỏ quên đi. Thất bại con ơi. Sao mày, sao mày. Sao đây em thế nè. Ê, rồi em. Bị chói đi sao vậy? Bị vô cũ vậy? Để chọn bên phải rồi, để chọn bên trái anh em. Chậu xanh á. Đứt phải chạy xót tôi khổ anh em ơi hai. Xong vô tôi ha. Vô tôi chọn cứu lại trước. Mày cay nè. Dạ, có tôi quay anh em. Quá mệt rồi. Đây, đây, từ từ. Ôi. Không rửa, không dây rửa. Cho anh em coi. Gì vậy? Rồi cho tới luôn. Cho. Cái này anh em biết sao không? Tại mấy thằng chơi gian nó hay bị dị, anh em ta chạy thẳng nó chạy ngang rồi đúng rồi. Quá chuẩn luôn. Đợi cho trứng vô á. Ờ, trứng em. Dạ. Vô nha. Dạ. Trứng có máu rồi. Nó lại chơi, tiếng quá chơi. Lừa rồi, thề. Chị ngang khó chọi lắm. Chọi nó không trứng nó không? Tại vì anh em vậy. Thì biết sao? Người ta chạy thẳng không à. Nó chạy ngang. Nó chạy sau lưng chạy không à. Cho nên là người ta đáng bị vậy. Rồi tiếp tục đi. Ổn bạn. Tôi quay. Đây, trứng tóc này rồi. Tóc này chắc chơi xong mượt lắm á. Em quay vô. Đây. Hai ba. Thôi. Thôi. Anh em thấy không, quay chúng tôi mà hai này lấy trứng anh em. Kiểu gì? Chị lấy tay chạ. Ở đâu? Rồi mình biết rồi đó. Rồi, tiếp không? Vô. Thôi, chờ cho chung là nó chạy xấu rồi em ơi. Nó chạy ngang ngoài chứ tôi đâu biết gì đâu. Đi trên lên. Không mà tại vì nó chạy xấu chứ bộ chứ tôi biết gì đâu nè, đúng không anh em? Chạy tất nhiên. Trời ơi. Không được, không thể tin nổi. Chấm này à. Chưa. Đây không ạ. Đây không ạ. Đây không ạ. Đây không. Chưa mà. Ủa thằng nào mới đẻ thằng trứng vậy? Đẻ trứng đó vậy?
Rồi rồi, mới đẻ. Rồi kêu mày, kêu mày đi. Giờ tới tôi nha anh em. Giờ tới tôi nha anh em. Mệt quá trời mệt rồi. Quá trời mệt rồi. Không vô. Quá là hên. Tôi chưa chạy đâu mọi người. Lẹ ra, lẹ ra. Có sợ hả? Ảo thật đấy. Thôi, đeo ném hai trái. Thằng nào? 1 2 Mấy như vậy không? Ai, bỏ lại thôi. Mấy này. Mày đây nha. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đúp một kiếu. Một chân hai thằng luôn. Amazing, good job em. Còn fan này nữa nè, fan này nữa nè, fan này chưa dính nè. Tiếp vào, tiếp vào. Hai chân này mày. Ây da. Ai lên cuối nè. Con rồi con. Da nè. Người sạch nhất trong trong nụ á trò chơi này. Đậu xanh nữa. Ôi bị này nó bị trời chảy máu luôn anh em ơi. Bọng nọ nè. Má sạch nhất trong trò chơi này nha anh em. Chơi được không ạ? Không bị gì hết. Không. Đây là người chiến thắng nha, thì anh có cảm nghĩ gì không? Tôi thấy mấy anh này chơi quá gà, chơi không lại thôi. Bạn bị tin rồi. Thì clip của mình đây kết thúc nha, cảm ơn mọi người đã tới video mình. Mọi người like, đăng ký kênh hộ nha. Bye bye. Đăng ký kênh nha anh em. Bye anh em nha. Quá trời mệt anh em ơi. Nắng quá à. Nó bị hóc quá anh em ơi. Cái mặt hành người, người da vàng nó ta đã ta. Áo dính dính ha. Còn thằng này khỏi nói rồi. Trời thằng này là quá khứng luôn rồi. Cái tắm nó gọi đầu luôn rồi. Còn nó tính hả? Thôi đó, mày bỏ qua đi. Tới mập rồi. Ê, thôi nha. Thôi, thì bye bye em nha. Đang nhớ like kênh nha. Bye bye. Rửa tay cái.